ấy bao mình coi tội diêm mà na hồn nay hiến thảo thực tha hóa ta bồ tát na hoa đà mà kim mà cương quỷ sư nó có hỏi ngoài đường mà quỷ sư nó có hỏi hồn nhưỡng sự lành ở trên dương thế hồn hành kéo oán mà ba sáu cửa ngục quận kinh thời hồn nhớ nay chớ quên kinh nào quỷ sứ nó có hỏi não sao ở trên dương thế thế nào hồn bạch chó mau nam mô sau chữ năm đầu Phật à, dài sầu cho vong linh hồn cụ vọng à ơi nhất à, thời quan tâm thiên nhị quan tâm địa tám quan trừ thần tử quan trừ tà Phật bà có phép trong minh đánh quỷ trừ tà biến về đông Phật bà có phép thần thông trừ tà đánh quỷ đổ cho vong linh hồn cụ vắng mà ơi hai cửa có hai ông đứng khai ông dẫn ra ngoài để vại tối đổ vong dạy vong gốc gối tâu quỷ để cho con cháu hai ba bốn họ nhà vong linh cụ nấy được yên lành giờ này vong hồn cụ được hiền vĩnh vong ở một mình đừng nhớ thương ai tiếng chuông tiếng trong đỡ sầu có cây thái bạch ngày mai nông cầu đỡ cụ vong để về đài hóa thân vĩnh hằng bá vì hà lội để về quê nhà an táng cho được chiếu sinh tình độ A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật hỡi phong linh hồn của ấy một là trần thế đêm mà ngày. Tử thư nục sĩ điều tẩy độ chỉ hãy là quán âm từ bi chứ đại bồ tát có khi cứu mình. Ma na trời Phật chứng minh A Di Đà Phật trong mình mà phóng quang. Bổn là ma quỷ không vương ác xà nục dược bao đường mà đánh nhà xa. Năm ma na thủy hòa cán hoa cung tên oanh nạc ác là phóng vương. Sáu là chúc nghiệp thiện duyên loan thiên chấp nôi chẳng vì đền.